Chào anh em nha. Có nhiều anh em hỏi mình là xe anh ơi, xe công ty anh đó, thì đem vào sử dụng những loại xe gì, thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em một vài mẫu xe mà công ty mình đang có nha. Đầu tiên đây anh em có thể thấy là một cặp xe U nhập. Cặp này là đời 2008 nha anh em. Đó. Con 22010 đây cũng là U nhập luôn. Và con này đời cao hơn, đời 2009. 11242, anh em có thể thấy gương tay voi. Nhưng mà tiếc là con này chống một mạnh mất rồi. 11242 này thì đời 2008 nha anh em. Đây 19006, con này thì đẹp anh em ạ. Mâm nhôm. Chống một mạnh. Đây là con xe chạy tuyến nha anh em. Con xe này là chạy tuyến 29903. Mà con xe này là con xe 22 giường VIP. Đây 24497, con xe này là đời 2009 nha anh em. U nhập luôn. Xe này là xe nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc về. Đây là cũng là màu nguyên bản nhất của xe Việt Tân Phát luôn nha anh em. Sử dụng mâm nhôm. Đây 19155, con xe này là con xe ba cục nha anh em. Là lắp ráp trong nước nhưng mà linh kiện thì của Hyundai Hàn Quốc. Đó, con xe này con xe chạy tuyến. Nhìn cứng. Đây là một con xe tour nha anh em. Đây, xe tour, xe Taco. Xe này 47 chỗ, máy ve chai. Taco lắp ráp. Còn đây là 13853, còn đây là xe U nhập nha anh em. U nhập đời 2008, mâm nhôm. Kiếng 1, kiếng 2 tấm. Con này có cái cả lăng rất đặc biệt. Đây là 23922. Đó. Con này thì đời 2009. Con này 2009 nha anh em. Đó, con xe này đang chạy tour. Còn đây là một cặp 19800 và 13720. Đó, cặp xe này là đều là đời 2009 nha anh em. Đây một con xe của đội Hoàng Long. Xe này là 3 tháng 2 nha anh em. Đó, xe 3 tháng 2. Nhìn giống 19155 nhưng mà đây là do 3 tháng 2 sản xuất chứ không phải là do Tracomeco. Rồi. Đó là một số xe rất tại bãi. Hôm sau này xe đông đủ thì mình sẽ quay hết cho anh em xem.